đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa. Đây là một con đơn bi xò sắt của Technic cũng ít khi có, và mã này là một trong mã rất hay của hãng Technic các bác nha. Mã rất hay của hãng Technic đây. Cầu loa A cộng B khá là nặng, chạy xò sắt, nguồn bên trong khủng luôn. Bây giờ sẽ mở nội thất, quay xung quanh đã xong cho anh em xem tổng thể nha. Hàng bao zin tuyệt đối luôn cho các bác luôn, trở kháng 416, chức năng dề pre, 150W, 100V. Các bác đánh với dòng xò sắt khỏe này. Con này nó là một con đông đi cổ dạng khỏe các bác nha, đánh hay vô cùng luôn. Ít có hàng con này. Anh em đợi vài giây và mở cái nắp ra. Đây, nội thất rất khủng luôn. Xó sắt chữ đỏ. Xó sắt chữ đỏ, 4 con, 2 nguồn, à 1 2 tụ 1 nguồn. Đấy. Hàng khủng luôn. Nặng trịch 75A. Con này cửa hàng bán cho anh em chỉ 4 triệu đồng thôi các bác nhé. Sắt xi 7 màu này. Những con này thì tiếng nó trong, nó tròn. Con này khỏe, các bác có thể ghép vang hát được nhá. Nhất là đánh dòng loa Nga. Còn dòng loa Peeler điếc của Nhật thì không phải nghĩ luôn. Ghép loa nào, âm đi nào hay. Cõi cùng đàn mây, tay anh chạm vàng, tay em trổ bạc, làm giàu cho là một con âm đi rất hay của hãng Technic này các bác nha. Technic thì nó ít có sò sắt, nhưng con này là con sò sắt này. Lao lớt bát cân loa này, đường vào aux này. Cái này để giữa, này để giữa, cái này để dưới này. Cầu loa A cũng B, bát chép, cắt tần. Hình thức đẹp nhá, hình thức rất mới luôn các bác ạ. Nó chỉ là màu xám nên là quay nó sẽ không nổi vào những con màu bạc và nhôm. Chơi con này thì bao anh em luôn việc ghép loa cũng như là quá khỏe. Đánh những dòng loa cổ của Mỹ, của Nhật hay luôn. Giá 4 triệu đồng, giá tại cửa hàng.